Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại đến với thông tin hình sáng ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre, sáng ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.738 ca, vẫn là 41 ca tử vong. Và hiện Bến Tre có 1.190 ca đã ra viện. Thì số ca dương tính mới ghi nhận bao gồm ở khu công nghiệp thuộc An Hiệp là 1 ca, Châu Thành là 2 ca, tại Tân Thạch và Quế Sơn, và Mỏ Cày Nam là 1 ca tại Minh Đức, Mỏ Cày Bắc 2 ca tại Nhuận Phú Tân. Thì ngoài tỉnh về có 1 ca tại địa chỉ Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong 7 ca vừa ghi nhận là 4 ca trong khu cách ly và phong tỏa, 3 ca ngoài cộng đồng bao gồm 1 ca tại Quế Sơn, Châu Thành do test nhanh trong chiến dịch tầm soát cộng đồng, 1 ca tại Tân Thạch, Châu Thành là đi lấy hàng test nhanh dương tính tại chốt cầu Rạch Miễu, và 1 ca ngoài tỉnh về là tài xế từ Vĩnh Long đi Sài Gòn giao hàng và test nhanh dương tính tại cầu Rạch Miễu. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một lúc đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.